hỏi về gia đình. Vậy rồi, cho em 3 tính từ để mô tả về 3 đứa con của sếp. Khá tính, khá giống tính cách của bố. Nội tâm. Thứ hai, phá phách, liều lĩnh, thông minh. Thường thì ở nhà với con á, thì sếp sẽ đóng vai hiền hay vai ác? Vậy hả? Tại vì nếu mình không ớt với con thì sau này khi con lớn lên nó rất là khó có thể trụ vững được cái xã hội, rất là nhiều cạm bẫy. Nếu bây giờ chúng ta không tập cho nó chịu khó thì sau này lớn lên nó sẽ gặp nhiều cái khó và nó không thể vượt qua được. Cho nên anh muốn tạo cái khó khăn cho tụi nhỏ. Sếp cho con bao nhiêu tiền ăn vặt một tuần ạ? Anh không cho đồng nào luôn. Sếp có đi học phụ huynh học sinh cho con bao giờ chưa? Đấy, bây giờ là anh cũng chưa luôn. Chỉ có một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Vì tính chất công việc của anh nó bận, rất bận rộn. Nên đại đa số là người nhà của anh, mẹ của các bé đi, thường đi học phụ huynh thay anh. Nhưng anh ít khi đi. Và thường đi về là anh sẽ bị tụi nhỏ sẽ bị la mắng, cho nên tụi nó cũng không dám cho đi đâu. Sau này sẽ có muốn cái con mình kế thừa sự nghiệp của mình hay không? Tất nhiên bố mẹ nào cũng muốn con cái mình kế thừa sự nghiệp của mình hết. Nhưng mà giả sử tùy theo khi mà con mình nó lớn lên nó có thích hay không là chuyện của nó nữa. Cho nên lúc nào anh cũng muốn doanh nghiệp anh trở thành doanh nghiệp đại chúng, để sau này lỡ như nó không muốn làm thì người khác làm.